IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Giờ Mãi Giờ Mai mùa thứ tư. Đã 3 mùa trôi qua rồi, chúng ta đã có biết bao nhiêu số của chương trình Dòng Mãi Dòng Mai mang lại bao nhiêu niềm vui tiếng cười cho mọi người. Và trước khi chúng tôi gặp gỡ với hai nhân vật then chốt của chương trình chúng ta thì xin cảm ơn thương hiệu thời trang IV Moda đã đồng hành cùng với chương trình. Còn ngay bây giờ, xin được mời Trường Giang cùng với Trân Thành. Chỗ này quen thuộc với anh em mình quá, sao tự nhiên mà hai đứa em ra rồi bẻn la bẻn lẻn vậy? Tự nhiên bữa nay làm như có cái điểm gì, tự nhiên em ra cái em cảm thấy em bị gói gọn. Ngày xưa khi mà mình còn trẻ, mình còn độc thân thì mình có thể tung tẩy vui vẻ. Còn bây giờ mình đã lớn hết rồi, trưởng thành rồi, mình biết cái gì nguy hiểm sắp ập tới chứ. Mà không phải dành cho em, anh tự hiểu. Dạ đó. Em sẽ đương đầu với mọi thử thách. Vậy thì bây giờ mời hai em về vị trí của mình trước rồi đó. Và thưa quý vị, hai nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay của chúng ta cũng là những người nghệ sĩ đã từng xuất hiện ở mùa trước chương trình Dòng Mãi Dòng Ai. Và một lần nữa họ đã quay trở lại cùng với chúng ta. Hãy cùng chào đón cặp đôi Cát Phượng cùng với Kiều Minh Tuấn. Trời ơi, bữa nay ta mặc muslin. Muslin mà muslin. Chứ gì chị? Lụa tơ tằm anh ơi. Cũng không phải, cái này là da. Cái này là cái mà người ta ấy dắt nước cốt dừa đó. Đây là lần thứ hai quay trở lại với chương trình rồi. Nhớ lần trước cũng tưng bừng náo nhiệt quá chị ha. Nhưng mà lần này chắc rút kinh nghiệm được nhiều phải không chị? Cũng lừa gạt vậy mình à, quá. Chị cũng dễ bị lừa lắm. Vậy hả chị? Cho nên 10 lần cũng như 10 lần thôi. Đừng có đặt kỳ vọng quá nhiều hả? Đúng rồi. Mà lần trước chị ngồi với bên đội nào chị nhớ không? Lần trước quay hai số thì ngồi với hai em nó đều hết. Lần này chị có cái gì đó nó, chị rất thích ngồi gần Trấn Thành mà chị. Chị thấy cái gì đó, có cái gì đó có không cái gì đó đang đè đè đó chị. Hôm nay chị đặc biệt chị không thích Thành nữa. Không thích Thành. Ngồi bên sao, đó là dưới cơ sao đó. Bữa nay cái tâm linh của tôi nó kỳ vậy ta. Nó nặng trĩu quá. Trời ơi, tôi vô là tôi cảm thấy có gì có điềm rồi. Tự nhiên bà cá bà nói sao tôi sợ vậy ta. Hôm bữa nay thì chắc chắn là về bên Trường Giang. Giang nói chị cá về nè. Rồi Tuấn về với Thành. Trời ơi. Về chú ơi. Chết rồi thiệt. Đây, nhìn cái màu là thấy vô rồi. Nhìn cái màu, cái concept quần áo là vô rồi. Bên kia nhìn thiệt, bên kia nó bị dạng như thập cảnh đó chị, hiểu không? Nè, những người đàn ông, thấy không? Vẫn đứng thẳng dù cuộc đời rủ rượi. Tí nữa rủ rượi hơn nè. Ok, chưa biết điều rủ rượi gì sẽ xảy ra nhưng chúng tôi vẫn thẳng đứng. Dạ, gu thời trang đàn ông giờ ngộ lắm quý vị, toàn muslin với rủ và kim tuyến không à. Nhưng anh cũng mặc rủ mà. Không, anh không có rủ nha. Áo anh rất cứng nha. Anh cứng. Chỉ có anh là rủ thôi. Trời ơi. Vậy cho vừa lòng em đó. Em ơi, ở đây những người đàn ông có vợ rồi mới rủ rượi. Dạ. Còn em chưa có vợ thì em được quyền coi như thẳng đứng, em không được quyền rủ rượi. Dạ đúng, em phải thẳng đứng đúng không chị? Để em chào đón những cái con người tiếp theo xuất hiện ở đây. Những cái con người mà có thể mang tới một cái bầu trời thế lực gì đó đen tối hoặc là u ám, u uất luôn, trầm mặc luôn. Ghê làm vậy? Cho Trấn Thành bữa nay tắt điện. Ghê vậy? Hãy cùng gặp gỡ với hai nhân vật đó. Hai nhân vật đó là ai? Xin mời, gặp rồi sẽ rõ. Trắng quay về khi xưa ôm giấc mơ không chia ly là trong yêu đương giống mê như lặng đi chỉ có tiếng cười giờ thì tan mãi như lần xưa. Một thời gian vô tâm không biết tình em tồn tại. Anh hứng hờ dù những khi đau trong tim em khóc vì anh chẳng cần.
biết thôi. Là vì khi yêu ai con tim thật vô lối, trao hết chân tình này rồi mang về cay đắng. Đừng hỏi em xưa đã yêu đương em thế nào, vì em vẫn giữ mãi điều ngọt ngào. Dẫu biết rằng anh đổi thay, mặc thời gian vô tâm không biết tình em tồn tại. Anh hứng hờ, dù những khi đau trong tim em khóc đằng sau nụ cười. Sóng cũ kêu đến vì em vẫn cứ giữ mãi những kỷ niệm, giữ bao nụ hôn dịu vời. Chẳng còn ai vui buồn lắng nghe từng lời em hát rồi khi xa anh mình em biết sao. Nỗi đau này chẳng có tên, cũng cả em tôi đành chẳng bao la. Xôi có ngày nắng lên và mây xanh biếc. Để anh nói em nghe những câu chuyện còn chưa kể, những lời du dương lúc dựa vai nhau có em bên cạnh khi mưa về. Cơn mưa đêm trôi qua từng phút, em có nghe dù chỉ một chút. Con tim anh cô đơn từng ngày, cô dư lấy gọi thầm tên em. Chẳng biết bây giờ nhắn tin ra vờ, hỏi thăm dăm bao câu có được không. Viết xong tình rồi hết đứng đen ngồi lại thôi. Những kẻ dài khờ thức đếm từng giờ, bởi vì lòng còn nhiều điều chưa nỡ. Là do đang tương tư nhớ một người, chẳng liên quan chẳng gặp bấy lâu. Nhưng sau khi nghĩ đến em tim anh lại hơi nhói đau. Hey, chẳng biết em có người yêu mới chưa, người đã quên anh chưa, người có hay cơn mưa này. Yeah, đây là không nào ạ, cái này. Yeah,
phản ứng của anh là đang thích hay là đang anh không hân vui vậy? Anh hân quan đó vợ. À vậy hả? Nó nghe là không biết cái lý do gì em luôn là cái nguồn cảm hứng với Trấn Thành vậy em. Em nghĩ thế này, anh hãy nhìn xung quanh Trấn Thành đi. Tất cả những người bạn Trấn Thành, tất cả những người xung quanh Trấn Thành, có ai đẹp như em đâu. Nói xong nghe muốn muốn đột quỵ luôn vậy đó. Thật sự là vậy nè, anh có để ý không? Ở trong ông mình ra gì rồi? Thiệt, ở nè, trong ở nè, trong nè, nghe nghe nói lại. Em không coi anh ra gì rồi. Nè, dù gì anh cũng là diễn viên điện ảnh nha. Người ta nam thần điện ảnh mới tập tạ bụng mỡ mới mất. Mới mất mà. Mới mất. Nói đồ yếu luôn, gặp nó yếu luôn á. Bình ơi Bình. Dạ. Cái bên chị là, cái bên em là ai? Là chị á hả? Ừ. Em không có coi ra chị gì hết trơn hả? Coi ra chị là cái gì? Không coi chị ra gì hết. Không coi chị, không coi chị ra gì hết trơn hả? Đã dập người ta còn văn dụng về nữa. Ê. Không, có nghĩa là nó nói là nó đẹp nên là người ta bu nhau hãm hại đúng nó. Đúng rồi đó, hiểu ý em đó. Ừ. Giỏi. Không mấy bây giờ nè, bữa nay Bình nó đẹp quá. Cất Bình ra góc ngồi riêng đi được không? Cái gì nữa anh? Cái chuyện đó. Vậy bây giờ Harry, em muốn về đổi ai? Đổi chồng em hay đổi bạn chồng em? Anh Nghĩa ơi, thật ra em phải nói như thế này. Một bên là người yêu và một bên là một anh trai rất là em thích trong nghề. Rất là em thích trong nghề hả? Dạ. Dạ đâu, quen đi, tập quen đi. Dạ. Ở vậy mới cần cô giáo, gia sư đó. Cho nên em, riêng em, đôi nào cũng như nhau thôi. À. Bây giờ quan trọng là Trình Thăng Bình không thích ai hơn. Ừ. Để chọn người thích, vậy không? Đưa, đó. Đưa hàng của liền không gánh nặng nữa, đưa qua kia. Có duyên, em thì chọn ai cũng được em hết trơn. Đúng hồi rồi. Hồi nãy ở trong hậu trường, Trình Thăng Bình phỏng vấn nói hay lắm. Trình Thăng Bình sẽ nói lý do vì sao Harry không về đội Trấn Thành. Tại sao? Mời Trình Thăng Bình. Em thì là em có nghĩ vậy nè. Tại em nghĩ là chị Harry với lại Trấn Thành là hai giọng ở chung nhà. Mà dặn giờ đi game show mà hai người ở chung nhà nữa nó kỳ. Ô, chắc em chắn thì là nó chỉ có với em kỳ thôi, còn anh với em vẫn ngọt ngào vui vẻ mà. Dạ, dạ, đúng rồi. Đứa vợ chồng mà em. Anh hiểu không? Không. Anh không. Anh hiểu, anh hiểu không? Không. Hai người là chung nhà với nhau á, chị hiểu không? Thì gặp nhau hoài, gặp nhau sáng, gặp nhau tối, gặp nhau rồi mình nói chuyện với nhau quá nhiều, mình đã chung một cái chiến tuyến quá nhiều rồi, chị hiểu không? Em hiểu không? Em hiểu không? Hiểu không? Tức là bây giờ nè, em hiểu không? Nó vậy em nói quá trời mà mọi người không ai hiểu gì hết trơn rồi. Em hiểu không? Tức là bây giờ không ai muốn nhận em về hết trơn rồi, em như là bụi đứa con vô thường nhận, em hiểu không? Em không hiểu kệ em mà mọi người đều hiểu. Mình ơi. Bình ơi, bây giờ em thích đội nào em sẵn về đại rồi đó. Ờ, sẵn về đi em. Còn lại là Harry. Không, bây giờ em nghiêm túc, em phân tích lần cuối. Phân tích nữa kìa. Thề, không, cái này nghiêm túc. Lần cuối luôn. Rồi, sao? Em nghĩ là mọi người sẽ hiểu. Rồi, nói đi. Hai mùa vừa rồi là em tham gia rồi. Và lúc nào em đoán cũng trúng hết á. Không bao giờ em đoán sai hết. Nhưng mà đồng đội của em á là anh Giang á. Là hai mùa rồi. Hai mùa vô đội anh Giang. Đồng đội của em rút kinh nghiệm rồi lần ba. Em tại vì em tham gia ba chương trình mà chẳng lẽ tham gia ba chương trình mà thua hết. Kỳ. Rồi thôi là hiểu rồi, vì em sắn đi. Em sắn. Chị hiểu không? Chị hiểu không? Hiểu lẹ. Chị hiểu. Hiểu lẹ cho em nó về. Chị hiểu rồi. Chị hiểu không? Hiểu. Chị hiểu không? Hiểu. Rồi. Tức là muốn giành cái tổ của em đó Harry. Anh ơi, tức là vậy nè, đơn giản á là Trình Thăng Bình á không có thích anh Trường Giang đó, ý là vậy đó. Mà em thích Trường Giang mà đúng không? Em rất thích. Cho nên em về với Trường Giang cho nó gọn gàng êm ái. Đi mời em. Thì nguy hiểm giờ... nha, nguy hiểm nha. Em nghe đầu ở gần nhà nhau phải không? Dạ gần nhà. Thì đó 12 giờ đêm giật mình chạy, ó chồng đâu rồi, ngoài kia ê chết. Sao Thành em hài lòng với cái sự lựa chọn này em chứ? Nói như thế nào? Ê, còn một cái điểm chung nữa nè. Áo rủ chồng đội. Ê, trời ơi, đứng dậy coi, đứng dậy coi. Trời ơi, những người đàn ông thẳng đứng vô cuộc đời rủ rượi. Và như vậy là chúng ta đã chọn đội hình xong. Mặc dù cái phần mà chọn đội hình này nó hơi rắc rối, nó hơi phức tạp chút xíu, nhưng tất cả mọi chuyện đã ổn thỏa. Ngay anh Nghĩa ơi, gì? Anh chào ao đi, nãy giờ xong một tập rồi. Khán giả sẽ đón xem tập sau của chương trình. Đợi cái phần chào hỏi về phân tích của em không thôi đã bình hết nửa tập rồi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 1, bởi vì các bạn ấy đã chờ đợi lâu rồi. Vòng mà các bạn sẽ hóa thân. Giận ai, giận ai.
Và bây giờ xin mời tất cả mọi người, chúng ta gặp gỡ những người chơi, những giọng ca bí ẩn của ngày hôm nay. Mời các bạn. Chắc có lẽ mọi người đang thắc mắc là tại sao bữa nay có tới 14 người đứng ở đây chứ không phải là 7 người như mọi khi. Hôm nay là một cái chương trình cũng khá là đặc biệt khi những người chơi, những khách mời của chúng tôi đây có tới 2 cặp đôi. Vì vậy, các giọng ca bí ẩn này cũng không muốn để họ cô đơn, nên chương trình cho mời luôn người yêu của họ tới đây. Chào đón các bạn đến với chương trình Giọng Ai, Giọng Ai. Chúng ta sẽ làm quen với thí sinh số 1. Thấy công đứng dưới không? Lóng ngóng dễ thương không? Chắc lần đầu tiên bước lên sân khấu. Còn cô đứng bên kia, phong thái vững vàng, tự tin đứng chặt gốc. Cô ấy là dancer. Chúng ta hãy cùng xem cô ấy giới thiệu về mình. Chúng ta có thể hỏi thăm người bạn trai của cô ấy một chút thông tin. Em trai, cái lần cuối cùng em nghe cậu hát là lần nào? Mới ngày hôm qua thôi anh. Mới ngày hôm qua thôi. Rồi mỗi lần em nghe bạn gái em hát em có ngủ không? Chị Phượng là chị thương em, chị hỏi em là tinh tế, nhẹ nhàng. Anh dành đi dịch lại cái ý chị Phượng cho là khi bạn gái em hát á, em có hoảng không? Trời ơi, em hỏi gì mà trắng trợn vậy anh? Cái ý của chị là vậy. Cái ý của chị là vậy. Sao kinh có hoảng không? Mỗi lần đó mà bạn gái em hát đó thì hầu như là thế giới này chỉ còn mỗi bạn đó với em thôi. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue blue sky. Đúng rồi. Nhiều đó thôi. Mỗi một người yêu chúng ta chỉ được quyền hỏi chừng 2 câu vậy thôi. Tập trung và phân tích nhân vật chính của chúng ta. Tiếng hát mà có thể giải tán đám đông thì nghĩ đi. Nó hát mà thế giới nó tản ra chỉ còn hai đứa nó tụ lợi thì hiểu đi. Vậy là lát nữa mình phải cho cô hát cuối cùng nha. Để không về luôn. Ừ. Chứ hát đầu tiên về hết ai quay. Ai quay. Sao Harry, em thấy sao Harry? Em nghĩ là bạn này có giọng hát. Nhưng mà sau khi bạn trai kia trả lời hết thì... Tạm này đừng nói hả? Dạ đúng rồi, thà là bạn kia không nói luôn. Chưa chắc tìm. Nha. Những cái người yêu mà được mời tới đây là cũng phải qua một cái lớp huấn luyện từ mấy cái bà biên tập của chương trình. Thấy không? Cho nên là người ta cũng tung quả mù, chưa chắc những thông tin ta nói là thật. Không, bé nhìn thật thà lắm, không nói dối đâu. Nó chỉ nói xạo thôi. Thật thà lắm. Thằng bé. Thì không thật thà mới lạ, tại con nhỏ bộ trên cầm cây để sẵn rồi. Đúng không? Sai cái nó gõ liền. Nó gõ liền ánh mắt kìa. Thật thà lắm. Tức. Em bị ám ảnh hả? Em hơi bị lâu lâu hay hoảng á. Nhưng mà em nghĩ bạn ấy chắc không phải là dancer đâu. Không, bạn nói là dancer trong câu lạc bộ, tức là nghiệp dư thôi, ở trường học mà. Nhưng mà bây giờ mình tiếp qua cái cặp hai cho tại thấy bé kia từ đây mà nó xuống đây mà. Bé số 2. Hai đi em, nó xuống. Bé số 2. Chắc cánh hả? Số 2 nó xuống vậy là nó nghiêm túc, số 5 xuống lâu rồi. Giờ cho anh biết cái chốt đi, thử coi. Theo em nghĩ là, ê, vậy chứ em nghĩ là, anh nghĩ là đang lừa mình đó nha chị. Hát hay đó. Không biết nữa, tại vì cái cách trả lời của bạn kia là em ơi, có thể đây là người của chương trình cài vô. Có cặp sẽ là người yêu thiệt, nhưng mà có cặp là người yêu diễn xuất. Không, nếu vậy là cái cặp này là cặp không thiệt. Cặp này chắc chắn không hiểu. Chắc chắn không hiểu nhau. Có một niềm tin ở cô đó hát được nha. Là hay hát được. Rồi, mình cứ tạm thời giữ vậy đi. Tạm thời. Tiếp theo, qua cái cặp số 2 đi, sủi cánh tới nơi rồi. Ủa nghe nè, nếu
nếu như cái công việc này mà công việc thật của bạn ấy thì lẽ ra nãy giờ bạn ấy phải đứng im, không nhúc nhích dù chỉ là 1 cm. Nhân tượng. Đúng, bạn ấy làm nghề nhân từ. Ủa? Nam mà. Bỏ Nam là nhân tượng đúng bỏ rồi. Bỏ xuống đi em. Bé, thả đi, nghỉ đi em, nghỉ. Ờ. Hay là ông nhân tượng thì đi để tay nghe eo, còn ba không có nhân tượng thì giơ tay ha. Để giấu nghề á. Cái ông này ông làm nghề nhân tượng mà ông khôn quá, ông chọn cái thế đứng quá nhẹ nhàng, đơn giản, nhường cái khó nhất cho bạn gái của mình. Hai người này không phải yêu nhau. Nếu như không yêu nhau thì sao cô gái kia cho anh chàng này ôm thắm thiết như vậy? Vì tiền. Trời ơi. Mà cái đó phải thắm thiết đâu, cái đó đâu phải thắm thiết gì đâu. Cái là một cái để nhẹ vào cái vòng eo thôi. Hay. À, chút xíu ấm thôi mà rất là ấm áp. Nói gì đâu vang lên. Khoan. Sao dễ vậy? Đúng vậy. Tại sao cái gì cái này nó sai? Nó đúng nhưng mà nó sai. Không có sai chân, tại biên tập mới mấy đứa còn yếu lắm. À, biên tập. Tụi em non lắm. Tụi em còn non lắm. Harry thế sao em? Em thì không biết sao chứ nghe giọng cuối thôi là em thấy bạn này hát được. Nghề mà làm bức tượng nhân gì đó tượng. Thì giờ nhân tượng gì đó thì em thấy không phải. Nghề còn hát thì chị Phượng sao chị? Chị nghe một cái chữ thoát ra khỏi cái cổ họng của bạn ấy thôi, rất là dày. Chị nghĩ bạn này hát ok. Hát hay. Em thấy là cái giọng bạn này sáng đẹp mà không biết hát có hay hay không. Tại vì giọng em cũng sáng đẹp mà. Cái gì? Giọng chú là giọng ngục tù. Giọng sáng đẹp. Giờ chắc khi mà cái giọng Tuấn nó tối còn nghe ghê dữ nữa đó. Thiệt á. Em thấy tội nghiệp bé đúng không? Mỏi tay. Xả dáng đi em gái. Em gái. Để trả lời nè. Cho anh hỏi nè. Bây giờ nói cho anh biết là có mỏi lắm không? Dạ em không thấy mỏi ạ. Rồi hết một câu qua đây được kìa. Ok vậy. Trời ơi. Câu hỏi hết sức thông minh. Câu hỏi gì vậy trời? Cái điểm đặc biệt gì trong giọng hát cậu này mà em mê cậu này? Dạ cái giọng của ảnh rất là lạ. À, cũng có thể là dở, cũng có thể là hay. Đúng. Đúng không? Trả lời. Rồi. Như đó thôi em, mỗi người, mỗi đội chỉ được hỏi một câu vậy thôi. Tiếp theo, chúng ta đến với cặp số 3 là cái cặp mà khôn nhất nè. Chọn cái dáng ngồi hả, ngồi một tí đồng hồ cũng không biết mỏi là gì luôn. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what will I feel. Cái cặp này tôi đặt tên là cặp chiều mưa biên giới nè. Và đây, chúng ta hãy xem coi cặp đôi này họ nói gì về mình. Để coi chiều mưa biên giới nói gì nha. Dạ không anh, được làm nhân viên ở Sự Yến là em thấy vui lắm rồi. Để xếp gì nha. Này. Anh ấy nói chuyện có chút tự nhiên. Họ đang nói một câu thoại rất là đời đó, rất là tự nhiên, rất tự không nhiên. Có một chút gì là diễn xuất gì dạ. Là xếp hết trơn á. Biên tập ơi, tụi em non lắm. Chưa chắc. Nhiều khi người ta cao tay tới cái mức là người ta làm cho cái thí sinh của mình như là ngây ngô. Đó là một cách đánh lừa. Anh, ngây ngô với không biết diễn nó khác nhau nha. Cái bạn này á là bản diễn không được. Giang, hỏi tôi đi. À, em làm trong này em thấy sao? Được làm việc trong Sự Yến là em vui sướng lắm. Cái nét này là lấy cảm hứng diễn xuất từ đâu? Ông anh ơi, gớt đồ kìa. Đúng chưa? Dở, hát dở. Người ta có thể người ta không biết diễn xuất, nhưng mà người ta hát hay rồi làm sao? Chị Cát, chị thấy làm sao? Chị thấy hát dở. Từ cái giọng thoại đó chị kết luận hát dở luôn. Trời ơi. Không em,
cái thái độ của chị giống như kiểu thương hài mà thấy ghét lắm kìa. Còn Bình em thấy sao Bình? Dạ. Tái nãy lo cười quá đó không có nghe được cái âm thanh cuối cùng mà nó hát ra. Nè, người ta mời tới đây đi chơi chứ mới mời tới đây để coi diễn tấu hài nghe. Không. Mình muốn hỏi một câu ghê mà đâu được hỏi đâu. Hỏi bạn gái, hỏi bạn gái. Bạn có hay tặng yến cho em ăn không? Dạ không anh. Rồi hết một câu. Khoan, anh phải nghe cô giáo nói là nó để ý cái gì và tại sao nó hỏi cái câu ngớ ngẩn đó. Đúng rồi, giải thích đi. Trời ơi, câu quá đơn giản vậy. Thành hiểu không? Là lúc nãy chưa nói với trơn kêu ta hiểu, hỏi hiểu không? Hiểu. Không phải là vậy. Em thấy được là cái cách mà bạn dọn mấy chai yến lên á là rất là thuần thục nha. Cái đó ai cũng thấy mà. Thật ra cái đó dễ làm mà em. Tại vì chỉ cầm gọn gom bỏ qua, gom bỏ qua thôi, đơn giản lắm. Nhưng mà rồi điều đó kèm với cái câu hỏi của em dành cho cô gái thì nó có mang mục đích ý nghĩa gì? Mọi người hiểu không? Tôi hiểu không? Tôi hiểu. Sao Thành giải thích đi Thành? Nãy giờ nó lo mọi người tấu hài, nó cười. Nó cười quá cái tới lúc hỏi nó. Không lẽ nó nói là tôi không để ý, tôi quên. Cái bắt đầu nó kiếm đại một câu hỏi, nó hỏi. Qua cái khác đi. Bạn em trời ơi. Nghe ca sĩ người ta nói. Đây, mời Harry. Em không biết bạn này là hát hay hát dở. Mà bình thường theo em biết hát thì người ta có biết một chút về diễn xuất. Mà bây giờ anh cho là bạn này cố tình diễn để cho nó nói dở như vậy. Thì em nghĩ cái diễn viên mà cố tình diễn giống như là mình không biết diễn mà bị như vậy á, cái đó là một người rất là cao tay. Em nghĩ là bạn này là không thể nào mà hát tốt. À, tức là em nói rằng bạn này không phải là diễn mà dạ, là thật sự là dở. Vâng. Và em cũng không có nghĩ bạn gái kia là bạn gái thiệt, không hề tình cảm. Nè, cái bạn này nó ngồi nhìn nít nè. Cái này á là nếu mà nói gì nách học, đây là cái dạng mệt nghe, nách học. Bạn gái là mệt mỏi. Đây mệt mỏi nè, cái này là dạng tướng ngồi né đó. Né để cho đừng dính vô, tại vì nè bị mệt đó, nó bị mệt, nó bị cái gì đó bị mệt đó, bị ngộ độc á, ngộ độc hiểu chưa. Xong đó lâu cái anh chị hỏi á, dạ sao anh không, chị không thể yêu nhau được, không thể. Cô gái ơi dạ anh kế bên á, anh dạ, kế bên giống bạn Trịnh Thăng Bình quá vậy ta. Cái câu mà em sợ nhất là giống Trịnh Thăng Bình nữa nha anh chị. Thôi em bình thường nghe anh hát ở đâu? Dạ ở trong trường đại học á chị. Rồi em biết là cái này là đáp án không đúng luôn. Tại sao? Bình thường là một người không tự tin và nói chuyện cũng không có được vậy thì không thể nằm hát trong trường. Hát trong nhà thì có vẻ ok hơn. Đúng rồi, hay quá. Duyên nở mày nở mặt quá vợ em. Rồi tiếp theo chúng ta qua cặp đôi số 4. Không biết là ai mới là thí sinh, còn ai là người yêu không biết nữa. Nhưng mà biết rằng cái người mà thí sinh của chúng ta đó làm công việc là bán xe hơi. Mình xem nha. Mê quá. Cô mê con biên tập năm nay. Có dàn dựng cái gì thiệt cái đó à. Trời ơi, con bé nè, nói mà lâu lâu nói hai cái nhìn mai cái. Xong rồi cái nha, cái bà khác cũng. Ờ vậy hả? Bà đó là bà biên tập đó. Bà biên tập. Thôi không biết sao thì em thích biên tập chương trình năm nay nha. Mê biên tập ơi. Nó có đặc sắc nha, không có giống nha. Nhưng mà vấn đề là giờ vậy nè, nó thiệt luôn á. Nãy giờ á, phân tích qua phân tích lại. Rồi bây giờ phân tích là cái người đó diễn tốt hay diễn không tốt thì thật đó đâu liên quan giọng hát đâu. Liên quan chứ. Liên quan. Rất không. Liên quan. Gọi là những cái trò nó sẽ ảnh hưởng vào cái việc người ta hát hay hát dở nên mới làm trò. Đúng vậy. Như vợ em đã nói, một cái người ca được ít nhiều gì thì cũng phải có được một cái gì đó gọi là nhìn nhiều cái ống kính biết mình phải làm đúng gì. Đúng rồi. Cái bạn nữ này hồi nãy cứ nhìn là mình có làm đúng không, chứ không phải là mình sẽ làm gì. Và cái gương mặt của bạn, bạn hát vui nha.
Hát vui. Tuấn thấy sao Tuấn? Em thấy cái câu cuối cùng ấy là giống như là nắng hà đi đó, em nghĩ bạn này hát hay đó. Ôi sợ con quá ơi, hiểu không? Nó chỉ vô mặt không biết là đồng tình hay không biết đâu quá, không biết là đồng tình hay không biết không đồng tình. Em đồng tình, tại vì phải dơ vậy chứ. Đúng rồi, đồng tình phải vậy chứ, tại sao chỉ mặt người ta đi vậy? Không, đồng tình là như nè, đồng tình là gì không nghĩ là hay. Ủa gì kỳ vậy, các chị cũng hát được mà sao diễn kỳ vậy? Thế giới đảo lộn hết. Vậy còn chị Phượng sao chị Phượng? Bà cũng lo cười. Giờ không biết là bạn Trinh Thanh Bình nè, lấy lè lắm. Muốn hỏi thăm bạn trai một câu không chị? Em ơi, hai đứa thường đi hát karaoke không? Và đi hai đứa hay là đi với bạn, nhiều bạn? Dạ, đi hai đứa, nhưng mà lâu lâu cũng có đi với bạn chị. Câu hỏi đó cũng... em thấy chưa có giải quyết được cái gì chị ạ? Câu hỏi của các Phượng là chúng tôi sẽ làm thành một chuỗi liên hoàn, đó là chỉ là cái mệnh đề thôi. Bây giờ mới là kết quả nè. Em thường nhỏ này hát xong bảng điểm hiện lên mấy điểm? Trước khi qua bài hát là tụi em bấm qua bài rồi, không có chấm điểm nè. Xuất sắc. Em trả lời mặn quá, không em được hỏi nữa. Ủa hết rồi đó, hết rồi. Không, nhưng mà cái phần mà trên xe thì không nói, mà cái phần hát cô đứng cô cũng thoải mái lắm, cô không bị gò bó gì cả, cũng rất là cũng thoải mái. Tên em đi, hát được, hát được phải không? Hát được. Rồi, tạm thời để đó. Tiếp theo, cặp đôi số nặng đỏ bây giờ đưa tay lên. Tới nãy giờ nghĩ giờ nghe nè. Cái ông đưa tay lên, ông xỉ một cái ngón tay để ông khoe cho mọi người biết rằng ổng là nhân viên làm nail. Hả vậy hả? Thấy không? Sai, sai, sai. Sai. Rồi. Rồi. Nhân viên làm nail. Không phải nhân viên. Mà cái bộ nail của ông xấu thì xấu. Có ai làm nail mà đang làm nail được khách? Có ai làm gì không? Có ai tự nhiên đang vuốt tay cái nữa. Giao lưu. Chị đẹp quá. Biên tập. Em còn non lắm. Cảm giác này hát không hay đâu thiệt. Chắc chắn 99% là hát không hay. 99%, đúng rồi. Bạn này á là một cái bầu trời mà tôi nói thiệt, vụn vỡ luôn. Hát xong một cái là chấn động toàn cầu, chứ không phải là hát vui nhẹ đâu. Ca mà đụng nóc á. Vậy là mọi người không ai có ý kiến nào khác hơn hả? Không, vậy thôi, chị 99.9% luôn. À, một lát người ta mà hát hay một cái chị đứng lên chị xin thì lỗi chị người ta lại... nha. Lại người ta luôn đó. Đó. Vậy thôi, cặp này qua lẹ ha. Ừ. Bạn số 6. Đó, cặp đôi dễ thương không? Cũng chọn cái dáng đứng thấy cưng, cái sợ. Cô gái giống như đứng nép giờ tấm lưng rộng của chàng trai vậy đó. Nhưng mà họ làm nghề gì? Mình xem nào. Tóc hả? Cắt cỏ. Duyên dáng xàm đi. Cười hả? Cười hả? Cười hả? Ta đẹp lộng lẫy vậy đó, hot boy vậy đó, mà bà biên tập bây giờ một cái clip xàm thiệt xàm, làm nghề cắt cỏ. Nể con biên tập năm nay quá thiệt, mê nó quá, bây giờ làm sao bưng nó ra đây hát thôi. Mà rất chi tiết nha, cắt cỏ mà tém lên giống như cắt tóc vậy đó, tém lên tém gọn gàng mà vậy đó. Cái xàm nhất là cắt ngay cái chỗ cỏ mà không cần cắt nó cũng được. Thấy không, mấy cái khe đâu cần, ai càng cần cắt ba cái khe quỷ đó làm gì. Hỏi thăm bé bạn gái coi làm sao. Em gái ơi, nãy giờ chui vô nách có thấy mùi gì không? Bà số 5 cho mượn cái video kìa. Bà số 5 ơi. Dạ. Trời ơi, cái nam diễn hơi bị sâu.
hơi bị xấu. Số năm, số năm ngồi lâu quá ngủ luôn. Bắn ngủ ngồi á, ngủ mà mắt nó mở kêu kiểu bắn ngủ luôn rồi. Em yêu người bạn trai em vì cái điểm gì, giọng hát hay là cắt cỏ? Dạ cả hai luôn ạ. Bé bẹn lẻ tương. Em ơi, hai đứa hết rồi, hết rồi, không được hỏi nữa Bình. Ê thiệt luôn á, mình bị chút mình thua là đổ thừa Thành luôn á. Cái gì nè, chú ngồi đây không ai cảm chú hết. Anh Đại Nghĩa kêu hỏi tất cả mọi người ở ai cũng tập trung vô câu hỏi, chú lo chú cười. Xong ta hỏi xong cái chú quay qua em ơi thì ta cản là đúng rồi. Đổ thừa giờ, gì tôi giờ tự nhiên giờ nói chuyện mắc cười không cho người ta cười. Vậy đừng nói nữa đi. Thì em cứ cười. Dạ em cười rồi đó. Ừ, đó nhưng mà thôi đừng hỏi. Rồi tiếp tục đi anh. Em chỉ phân tích về các bạn kia giùm anh thôi. Rồi vậy là được rồi, em phân tích đúng không? Đẹp trai. Một lời nhận phân tích rất là sâu sắc thưa quý vị. Rất sâu sắc anh ơi, quá sâu sắc. Nể kìa. Không, có ý định hết. Sao? Đẹp trai. Thì sao? Cao. Ờ. Chẳng lẽ hát hay nữa. Có sao em đâu. Em rất nhiều người hoàng hoàng mỹ mà. Mình em... nói ý mình nói là ông ai mà cho ai tất cả hết trơn. Dạ. Thì đúng đúng ông đời đâu cho ai tất cả. Nè. Mình cao không? Cao. Đẹp trai không? Đẹp trai. Mình hát hay không? Hay. Thì cái điều còn lại cuối cùng là khùng. Trời ơi phải vậy thôi chứ. Phải có chứ, làm sao? Ít là phải có cái gì khiếm khuyết đúng không? Đúng vậy. Em biết là bây giờ là một mình em bị chỉ mũi dùi rất nhiều. Nhưng đúng thật sự là các bạn hiểu không? Các bạn để ý nè. Hiểu. Là hiện tại ngay cái sân khấu này tại sao tôi bị dập nhiều nhất? Tại vì tôi đẹp nhất. Anh Thành ơi, ơi. Anh Sền. A Sền kìa. Em chỉ muốn gửi lời một câu. Gần mực thì đen đúng không nào? Ừ. Vậy là gần gần tôi sẽ đẹp theo. Sẽ được gần tôi là gần tôi sẽ được lấy đẹp. Thấy chưa? Tôi thấy nói chưa? Rồi bị tật nguyền về tâm lý mà mai tin tôi. Bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ quay trở lại với chàng trai của chúng ta, chàng trai số 6 nè. Đúng rồi, thiệt luôn á. Mình tập trung với bạn số 6 đi, tập trung với em hoài à. Tại vì em nói cho nên mọi người mới tập trung với em đó. Bớt nói lại. Rồi bây giờ từ đây tới cuối chương trình chúng ta tập trung chương trình, đừng quan tâm tình mình nữa, ok? Ok. Rồi. Ok em. Dạ. Em nghĩ là số 6 là hát hay. Hát hay. Em nghĩ hát hay luôn. Ừ. Tại vì cái khúc cuối mà bạn hát á, cái phần cổ nó rung rung hả? Bây giờ đúng nó rồi, đẹp nó rung, vậy rung. Rồi nó đi có nhịp rộng lẽ nó hát không hay thì kỳ lắm luôn á. Nghĩ hay em đó. Em cũng nghĩ vậy. Tại sai cái avatar. Đúng rồi, cái cách ánh mắt mà bạn này diễn á là em nghĩ là bạn này phải biết hát, ít nhất là biết hát. Em cũng nghĩ giống mấy bạn mà tiếp tục anh Nghĩa ơi. Tiếp tục anh ơi. Anh em số 7 đó, thấy không? Ông cầm cái máy ảnh dơ lên, ông chụp hai người tự chụp với nhau. Bây giờ ông làm nghề bán máy ảnh, cái máy ảnh này là của ông luôn. Máy ảnh chụp lấy liền ha. Mình xem nào. Dạ em cần mua cái case của máy mini 70. Cho em hỏi là ở đây có bán cái đồ để mà mình được ảnh cái frame ảnh ấy. Anh ơi, bên mình có chỗ nào mà tìm anh Việt không? Em có mang theo máy á. Dạ, hành vi của anh. Em về em coi. Khác nữa, có gì em quay lại sớm mình sau anh ha. Dạ, em cảm ơn. Dễ thương ha. Mặt anh, nhìn hiền lành. Em mê con biên tập quá, bây giờ làm sao anh Nghĩa? Lát hồi mang ra đi hung đi. Thiệt á chứ. Mỗi người đè ra hung cái. Hay cái câu chuyện hay sợ. Con bé khách á, nó giống như là nó dưới quê mới lên vậy. Cái gì nó không hỏi á. Trời ơi, cưng quá à. Không thiệt, công nhận biên tập chương trình năm nay làm dễ thương thiệt á. Nhưng mà rồi sao? Mà chắc bạn này không phải là người bán cái máy chụp hình đâu anh ơi. Tại sao vậy? Tại vì bạn kia hỏi quá trời hỏi mà bạn giống như là lướt qua rất là nhẹ nhàng. Cũng cái bàn tay đó, cũng cái bàn tay đưa qua vậy nè đó. Cái ông này hát hay đó. Không lẽ giờ số 6 hát hay rồi số 7 cũng tiếp tục hát hay sao? Hay. Bình thường chương trình mà. Tại vì biết sao, quá nhiều sự giả tạo xung quanh anh ta để bao che cho anh ta về cái mặt hát hay. Hãy nhìn người yêu anh ta đi, đứng lên Tuấn. Sao?
Ê sao không, không là tôi đi mà thôi, sao em là tôi? Em ngồi im, em ngồi im đấy, ngồi im đi, ngồi im đi. Cho xin hai chữ bình yên đi. Làm sao có một cái người yêu mà dịnh chỉ bằng một ngón tay cái đi thôi. Đúng rồi. Đúng không? Nè, cái tay này để nè. Để có dụ để nhấc nấc này nữa nè. Cho cười nó cười thân thiện nè. Nè. Sao để tay vậy, đúng không? Để nó dễ bịch. Đi không? À. Anh thấy không? À, không có người yêu nào gì hết. Sai. Đây là sai. Quá nhiều điều hỗ trợ cho anh ta để làm gì? Để anh ta mắc cười, tập trung vô. Ta tưởng anh này xàm. Nhưng anh ta hát hay. Biên tập định dù chúng ta. Biên tập ơi, em non lắm. Còn Harry em thấy sao? Thật ra thì cái anh này rất là đời. Bạn này có thể là hát những cái mà liên quan tới trữ tình và một người hơi nghiêm túc. Đúng như Harry nói, không có diễn gì nhiều chứ cũng nhẹ nhàng cười cười vậy đó. Quay phim kêu mình, quay phim kêu mà kêu diễn kêu nói cái này lòi chành. Cho nên tốt nhất là lấy hình thôi, không có lấy đường tiếng. Vậy giờ Kiều Minh Tuấn có tìm được điểm chung nào với bạn này không? Sao không hỏi tôi đi, nãy giờ tôi không được biểu diễn. Nè nè, xin ơi, mình muốn nói như vậy. Mình nói gì tiếng là cái bạn này mình nghĩ là hát cũng tốt đó tình ơi. Và mình thấy cặp đôi này cũng giả tạo nhẹ nhẹ đó. Ok ok. Em hết rồi anh, của em hết nha. Hết rồi ha. Để em sao, hết rồi. Thấy thường quá coi kìa. Trời ơi, giống như là bị xã hội kỳ thị vậy đó. Ủa, đâu có ai đâu. Ủa, có ai cho mình nói không? Đâu có ai đâu. Đúng nói vậy. Trời ơi. Đồng đội nó, đồng đội nó mới coi như cô hồn vậy. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây nha. 30 giây để mình bàn luận với nhau. Mình coi coi là bạn nào là bạn hát dở. Mình chọn ra cái bạn đó nha. Bây giờ mời đội của Trấn Thành với Kiều Minh Tuấn nè. Bên đây đội của Phượng, Trường Giang, Harry. Chúng ta bắt đầu thảo luận với nhau nè. 30 giây bắt đầu. Hết giờ, hết giờ. Anh Nghĩa. Em nói vậy, anh hiểu không? Anh hiểu. Thôi, mình nói vậy, bạn hiểu không? Dễ hiểu quá. Trong khi có một người nói hoài cả thế giới không ai hiểu. Ủa, bạn ở đâu rồi vậy? Em nè. Bây giờ không mấy giờ á, chút mà định loại đội nào tôi vô đứng chung với đội đó luôn. Ra chung. Đây, đây. Duyên trở về. Duyên kìa. Loại đội này tôi lên đứng chung luôn. Em ơi, ba đứa đi về luôn. Bé kia nó phang cái đầu bây giờ đó. Ngay cái thằng gõ đó. Giống như tự nhiên mình đứng như đội nào trù được nó rớt vậy. Đúng rồi. Rồi, thằng Bình nó mê con này gõ, hồi nãy bị gõ một cái khùng rồi chưa về. Đi ngoan, thương. Đang nghỉ đi, giờ đang nghỉ đi bây giờ. Về. Xin lỗi. Thương về. Lần sau cho nói không? Rồi nói. Lần sau phải con. Cho cho. Nó sợ mày cắn ta đó. Rồi, bây giờ anh sẽ cho Trịnh Thăng Bình nói nè. Nãy giờ mình hội ý xong rồi đó. Dạ. Em chọn bạn nào là hát dở nè? Em chọn đội số... Một mình Bình Thái Bình, đừng móc dài hết. Em sợ quá. Ủa mà chọn là chọn thắng hay chọn thua, quên, xin lỗi. Chọn người hát dở đó. À, chọn người hát dở. Rồi. Em chọn bạn số... Bạn Bán Yến á, số 3. Bạn số 3. Rồi, anh thỏa mãn em rồi phải không Bình? Rồi bây giờ coi như cho qua nha, anh hỏi lại từ đầu. Thành ơi, đội em chọn ai? Cái đó là mình làm cho nó vui đúng không anh? Cho hài lòng người ta thôi. Chứ thật ra coi như là ý kiến đoạn... đó anh không có xác nhận anh đâu. Anh về đoạn nãy em có được lên hình không? Không, cắt đó. Ừ, cắt rồi. Không được lên hình luôn hả? Mời Trấn Thành. Dạ, anh vừa hỏi câu hỏi em đầu tiên đúng không ạ? Dạ thì đội em thì với sự hội ý của hai thành viên. Theo chú thì sao nhỉ? Tôi thấy là cái cậu Bán Yến khả năng cũng cao lắm đó. Tôi thấy khả năng số 5 cũng khá cao nhỉ? Số 5 cũng cao, hay số 3 cũng cao phải không? Mình quánh tôi tiền cho tôi ba chú 5 nha. Thắng người đó là dọn ha. 1 2 3. Cô hồn cái đạn. Sao lạnh quá vậy? Ôi ghê quá, ai xài vô đây ta. Anh. Bây giờ tự nhiên đồng đội em không cho chơi nữa kìa. Trên cuộc đời này không có cái gì đau đớn bằng sự ruồng bỏ. Không, em mình kêu Bình qua đây đi. Chị thương cưng quá à. Vậy thì chị chơi với nó mình đi. Bây giờ nè, số 3, số 5 nha, mình đi tiền nha. 1, 2, 3. Rồi. Hay quá. Thành chọn. Dạ, chắc số 3, tại vì ý trời rồi. Ý trời. Trấn Thành chọn số 3. Ơn trên cho rồi. Ơn trên cho. Cô hồn cho. Cô hồn cho.
Tướng rồi. Dạ. Còn đội của Trường Giang. Kính thưa anh đại nghĩa thân mến, với sự đoàn kết đồng lòng từ đầu đến cuối chương trình, đội em luôn dành cho nhau những lời tri ân nhỏ, những lời trắc ẩn sàm đế trắc ẩn nữa để mang đến cho nhau sự hài lòng. Chúng em luôn đi trên một con đường để tìm về với nhân loại. Số 5 là lựa chọn của Trường. Vậy là cũng đúng như ý của Trấn Thành với Kiều Minh Tuấn rồi. Quảng đồ xì là giống như là để chọn trước hay chọn sau thế đó. Rồi, vậy thì bây giờ sẽ mời số 3, đó là sự lựa chọn của đội Trấn Thành hát trước. Em buông cái dù xuống, giục cái hũ yến qua bên, cầm micro lên hát nha. Rồi, 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 rồi. Diễn, 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 diễn. Sát, bánh sát. Bánh sát, bánh sát. Bánh sát, bánh sát. Cái bạn này á là bạn chỉ không được. Em thấy được là cái cách mà bạn dọn mấy cái chai yến lên á là rất là thần thục nha. Em nghĩ là bạn này là không thể nào mà hát tốt. Hát dở. Dở, hát dở. Bánh sát, bánh sát. Bánh sát, bánh sát. Làm sao để quên cho em đi trên đường mưa. Làm sao để quên cho em đi trên đường mưa. Thì anh đã không gặp người. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười, thì anh đã không mộng mơ. Mối tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu, thì anh đã không đau buồn. Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình, thì anh đã quên đường em. Xoay cái dù, xoay cái dù, xoay cái dù, xoay cái dù. Đó. Làm sao để đường cho đường in dấu chân anh mỗi ngày. Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ. Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi khi anh đang nhớ em. Làm sao khi thấy mưa anh không buồn. Làm sao để quên niềm vui, niềm hạnh phúc khi anh có người. Làm sao quên ngày chia tay, là em rơi trên đôi mắt cay. Làm sao để thôi chờ mong, làm sao tim anh thôi đừng mơ. Rằng ngày mai thấy em phải trở về. Rằng ngày mai thấy em phải trở về. Trời ơi, dễ thương quá đổi luôn á. Dễ thương quá đổi luôn á. Em ơi, anh cười chảy nước mắt luôn đó em. Trời ơi, bộ đi trên cái con đường mưa đó, rồi anh té em trọt giò hay sao mà hát rớt nhiều dữ vậy. Cái lúc mà suy sụp đó, cái lúc đỉnh cao. Là chỗ suy sụp á. Ngoài cái đoạn buông dù, Giang xin em quay về đồ. Em xà xuống đồ. Là cảm giác là coi như là tuyệt vời. Ủa rồi bé bạn gái em đâu rồi, trốn luôn hả? Mà bạn gái thiệt không? Thiệt kìa, nắm tay. Để bây giờ mình cứ lật mở từ từ nè. Bạn gái thiệt ha. Sao nói nghe coi, bạn gái thiệt không? Thiệt rồi, nắm vậy. Thiệt. Thiệt hả? Hai đứa em quen nhau bao lâu rồi? Dạ, được 3 năm rồi. 3 năm rồi, trong 3 năm đó rồi ảnh có hát cho em nghe không? Dạ có anh. Vậy mà vẫn chưa chia tay. Khẩu nghiệp nha. Nói đùa thôi nha em, bạn trai em dễ thương lắm. Đây hỏi thầm xíu em tên gì nè. Dạ em tên Văn ạ.
Duy Văn. Dạ, tên nickname là Khắc Vĩ Văn, còn tên thiệt là Hồ Lê Duy Văn. Lấy cái nickname đó để làm gì em? Tức là mình trên mạng thôi hay là mình có làm gì khác không? Thôi anh. À, trên mạng thôi. Em vẫn kêu là Hồ Lê Duy Văn tên thiệt của em. À, công việc của em là gì? Công việc em là gì mà em còn phải có nickname? Em bán yến. Thiệt đúng hả? Thấy chưa? Dạ không. Em bán yến ở cửa hàng thôi. Bán cửa hàng không ai mà lụm biết. Thì biết là bán cửa hàng nhưng mà nãy cái cảm giác mà lụm mấy chai yến là rất quen thuộc. Nè hỏi nè mới nhục nè, nãy phải em lụm không em? Dễ không anh. Chết chưa? Cascade ơi. Ai gì nói chưa? Ta đã lướt qua rồi hả? Bình ơi, mày còn non lắm. Rồi em cảm ơn em, cảm ơn Văn đã đến với chương trình ngày hôm nay nha. Giang ơi, một lời cứu cho em thôi. Hồi nãy anh có nghe nói là lúc mà em casting á là mọi người cười, giờ các em cúi mặt đi về. Nhưng bây giờ em đi về em ngước mặt đi lên cho anh. Ngước mặt đi lên. Mình đẹp, mình dễ thương. Không ai quan tâm luôn. Mời hai em che dù nhau về nè. Rồi cảm ơn hai đứa nha, bỏ tay nè. Trời ơi. Không, nó mới là có một lần nó biết nên nghe ai không nên nghe ai á. Bé xong mình. Quá thông minh. Như vậy là đội của Trấn Thành đã đoán chính xác. Trấn Thành và Kiều Minh Tuấn đã đoán chính xác. Đúng rồi. Sự lựa chọn chính xác. Đúng đó rồi. Đó là vị trí số 3. Anh ơi, em nhớ em là người đầu tiên nói vụ số 3 mà. Với sự phù hộ. Với sự phù hộ. Phù hộ. Của Trịnh Thăng Bình. Em nói đầu tiên mà. Cho nên Trấn Thành và Kiều Minh Tuấn đã đoán chính xác. Chúc mừng. Yeah. Tiếp theo, đội của Trường Giang đoán bảng số 5. Ông liếc kìa Giang. Mới thấy thì ông liếc em đó. Quạo lắm, quạo lắm. Quạo chứ. Thằng cọc hẳn luôn này, bà cọc rồi. Mời em trai ra hát cho mọi người nghe nha. Hát hay rồi. Kìa thái độ kìa trời, nhắm mắt nữa kìa. Chắc bà này hát không hay đâu thiệt. Chắc chắn 99% là hát không hay. 99% đúng rồi. Chỉ 99.9% luôn. Bạn này á là một cái bầu trời mà tôi nói thiệt vụng vỡ luôn. Hát xong một cái là chấn động toàn cầu. Ca mà đụng nóc á. Tình yêu bắt đầu nhớ chiếc hôn ai vội trao, những đam mê ngày nào đã mãi xa nơi chốn nào. Rồi một hôm mưa vẫn rơi cho niềm nhớ chẳng phai, sầu chia phôi hoen mắt môi, nghe nói buồn dặn kín lối. Bay, tình đã mãi xa tầm tay, khi con tim em đã giọt mang đổi thay. Còn trong anh từng nói nhớ, dù trái tim nghe tan vỡ. Từng chiều nghe tiếng mưa ngỡ em về. Còn đâu nữa lời đã hứa, giờ vuốt bay, tình đã mãi xa tầm tay, khi con tim em đã chót mang đổi thay. Anh từng nói
trái tim nghe tan vỡ. Mãi yêu mãi mong chờ. Từng chiều nghe tiếng mưa ngỡ em. Cái lớp tự tin của ông cũng cỡ Trịnh Thăng Bình chứ phải không nha. Ồ đúng rồi. Ra thần thái ngời ngời luôn vậy đó. Đó là chị hơi bị dao động bởi vì nó chắc có nào hát hay. Bên đây em cũng tưởng là chắc ông nào hát hay lắm, thấy chưa, tự tin quá. Trước khi hát còn uống miếng nước lấy giọng. Em tên gì? Dạ. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lên tất cả các anh chị, quý vị và các bạn lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng. Và lần nói thứ hai em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Thuận và hiện tại em đang là sinh viên trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh. Thật, đây là thật luôn. À, nói chung là thật, hát rất thật, rất là thật, rất là thật lòng. À, cảm ơn em, dù sao cũng đã thể thực hiện được cái niềm mơ ước của mình bấy lâu nay đúng không? Chào tạm biệt em trai. Cảm ơn em. Hay nhà mình đoán hay quá, mới giờ một là tìm được hai người hát dở rồi. Vậy thì cái xác suất những người còn lại hát hay rất là cao. Và bây giờ chúng ta sẽ bước đến vòng thi thứ hai, vòng siêu diễn. Chào đón quý vị khán giả đang đến với vòng thứ hai, vòng siêu diễn. Vòng này thì các bạn ấy sẽ nhép miệng một ca khúc với giọng ca của một ca sĩ chuyên nghiệp và chúng ta hãy quan sát để đoán xem họ là người hát hay hay hát dở nha. Đầu tiên xin mời cô gái ở vị trí số 1. Cảm ơn các em. Chắc này vũ đoàn chung của em đó quá. Đúng vậy. Nguyên thần nhóm chung nữa. Nhau luôn đó. Dạ. Chứ bình thường vũ đoàn của mình lên chương trình này có 2 người à, hoặc là cao lắm là 4 người thôi, chứ đâu kéo nguyên nhóm quá trời đông vậy. Này nó chạy lớp quá. Ôi trời trời. Trời ơi rớt hết đồ đạc người ta. Anh thấy sao? Cái cách mà vỗ vỗ tay hình như không phải người yêu luôn kìa. Em cảm thấy là đồng nghiệp thì có. Hoặc là em trai. Em ơi không sao đâu, chị không sao. Chị bỏ qua, chị bỏ qua. Nhưng cái cô này là thần thái của cái ca sĩ. Đúng. Chứ không phải là cần thần thái dancer không? Bây giờ mình phân tích đi. Tự mà nhiên. Mà Thành nói là cô này là vừa dancer mà vừa hát hay luôn á hả? Vừa dancer mà vừa hát hay hát luôn. Hay luôn. Đúng, ok, đòi em vậy là xong rồi đó anh. Ok. Rồi, bây giờ tới đợt dạ. mình nè. Dạ. Chị Phượng thấy dạ. sao? Thì đó, chị cũng thấy lúc đầu. Chị cho em nói chứ đúng không? Dạ. Chị là người lớn, chị nhường dạ, em. Dạ, em cảm ơn chị. Phân tích thôi. Vậy nè, em biết sao không? À, sao chị? Em là mẹ. Chị nhường em. Thật nhiều, thất hứa thành công thật nhiều lắm. Ủa sao em chưa nói? Em có lẽ đi chị nhanh lắm. Bây giờ là em hay chị? 1, 2, 3 em. Bây nói giờ chị nha. Nhường thiệt cho em đúng không? Chị nhường thiệt. Bạn này là niềm hy vọng của cả nhóm. Nhóm gì? Đi thi này là cả nhóm đi theo ủng hộ. Vậy là chắc chắn là phải là cái người rất là xuất sắc trong nhóm. Nên mình cả nhóm mới đi theo ủng hộ được kể như vậy. Ê không, chừng nó nói cái này hay cả bộ hợp lý chứ đúng bộ. Không? Không biết cô này có phải là niềm hy vọng của cả nhóm hay không. Nhưng mà Trịnh Thăng Bình là niềm phá hoại của cả nhóm đó. Đừng có nghe. Em biết dancer khi mà ta múa thì ta có phải có cái thẩm âm thần thái cô bé này nhép á. Chứ ra đời khá là rất là vô nghiệp và cái rất là có như là rất là bình thản. Coi như là bé này mọi người đang nghĩ rằng sẽ hát hay ha. Tiếp theo xin mời chàng trai số 2. Em ơi một ngày em nói yêu anh bao nhiêu lần. Em ơi một tuần gặp nhau bao nhiêu là vừa. Có lúc ta hay giận hơn vu vơ. Anh chẳng nói, còn em lặng im. Cảm ơn hai em. Vô. Lo tạo nét cho dữ vô rồi quên. Ôi kỳ vậy, bé là bồ hay là trợ lý vậy? Vừa chạy tới cái gõ ra đưa bé cầm mà bé cầm vô cảm lắm. Xong bé nhảy. Lấy đi vô. Nắm tay đi vô. Em cảm thấy lúc đầu là vụng về thì em nghĩ là bạn này chắc không biết hát. Nhưng mà càng sau đó những cái ánh mắt diễn hay gì đó thì em nghĩ là bạn này phải biết hát. Bạn này hát không hay. Đúng vậy. Vì sao?
cái thần thái nghép rất là lo lắng. Thứ nhất là lo cho nó vô nhịp hay không. Cái thứ hai là phụng về cả thứ. Anh theo em hát hay. Tôi nghĩ vậy. Ta vợ, ta kêu vợ cái đưa tay lên đầu đập người ta. Em ơi, vợ là đây nè. Vợ là đây chứ không phải là em. Chú có cá ngược với bà cá không? Người đàn ông trong gia đình lật liền. Không có lật. Thấy là một diễn viên thì tốt thì thấy chưa? Giống hơn. Ta nói chung đội với tôi, phải qua với tôi nè. Tôi chung ý kiến nè. Cái lần này theo nó. Hát không hay. Ê quên, hát hay. Hát hay, okay. Hát hay. Hát hay. Vậy đi nha. Tiếp theo, mời bạn số 4. Ê này cậu ơi, tôi có điều muốn nói. Các bé, mấy bạn thấy sao? Bà này mới banh nè. Không, tôi lại thấy cô này hát được nha. Em cũng cảm thấy lại hát được nha. Và hai người này là người yêu thiệt đó. Không, không phải người yêu thiệt. Hai người yêu thiệt đó. Hai người này là yêu thiệt. Cái này yêu thiệt nè. Không phải, thấy hát không có nhìn Trần Thanh Bình hoài luôn. Đâu phải đâu. Tại vì nó, ôi trời, ông nào vô duyên dữ vậy. Sao? Bài này là hát không hay. Đúng không? Ok. Ta nói là giờ bàn với tôi nha. Bây giờ từ đây về sau bàn với tôi, cất ông này đi. Nó đúng được với mình lần cái bắt đầu cái nó giả bộ nó nói lên mối quan hệ. Đồng tiền hay không đồng tiền em không có care cái chuyện đó. Nhưng mà đừng có nắm tay được không? Không đâu. Hồi nay em là người nắm tay chồng chị đó. Ok. Thấy. Quen em quá em chỉ là ê, ok không đồng ý không? Từ đây về sau bàn tôi cất ông này đi. Ăn ở sao nó kỳ thị luôn. Giang thấy bạn này hát hay hả Giang? Em có cảm giác là cô này hát dễ thương. Dễ thương, dạ đúng nhộn rồi. Nhộn nhịp, xinh xắn, nhẹ nhàng. Chị 50-50 của cô bé 50. Này đi. À, rồi, tiếp tục suy nghĩ nha. Chúng ta đến với chàng trai số 6. Cái gầu dừa hả? Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa, đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa. Cảm ơn em. Anh ơi, sao thì dễ thương không? Này không không phải là cây cầu dừa đâu, chứ cái gì? Cái này là cầu Long Biên. Hà Nội ơi, nãy còn nhép nhép kiểu này. Đã lâu lắm rồi không về đấy. Cái miệng là miệng giọng Bắc luôn rồi, hát hay. Sao? Từ đầu tôi nhìn tôi đã biết là người Bắc rồi. Ờ, ok. Qua rồi, okay. Tiếp, tụi em nói hát hay đó anh. Vì dạ. Cô giáo cũng biết hết trơn. Dạ. Trời ơi, Giang thấy sao? Sao tự nhiên cảm giác giống như mình bị biên tập đang lừa vô là à, nhạc trữ tình, dân ca để chi? Để là ảnh sẽ chuyển qua hát nhạc ballad hay lắm đây. Nhưng mà vẫn có một sự hoài nghi là anh này hát dở nha. Câu này hát hay đó em. Nhớ lại cái clip đầu á, cái sao lúc mà cắt cỏ tất cả thứ nó rất là vào con nhịp với một hai phật nó vô đó, chứ không phải là lộng cộng đâu. Bởi vậy em á, em không, bây giờ em không cần biết bạn này hát hay hát không hay. Em cảm thấy bạn này rất là đẹp đôi với Trịnh Thăng Bình. Tự nhiên đứng trước phía sân khấu hai người hát chung một bài, em gì là tự nhiên em liên tưởng được và em cảm thấy nó rất là hay. Hát chung là thành một cặp đẹp. Dạ. Thế nào, xin mời anh chàng bán máy chụp hình số 7. Sao em không nắm tay anh trên phố đông như em từng năm? Em sao em không nói anh nghe những yêu thương như em đã bao lần? Cảm ơn em. Bé gái mặt giận thiệt giận luôn rồi đó. Tôi khẳng định luôn con này hát hay. Hát hay. Và những dòng nhạc này của cậu ấy luôn. Cái mặt đầy cảm xúc ha. Cái thẩm âm thì cũng chắc lắm nghe, xìn nó thiệt luôn. Mà chị không biết cái câu này vô sao luôn á. Tại thật lúc đầu á, nhưng mà cậu đưa được nghép rất là đúng chính xác. Chú bảo vệ hay chống đối? Chống đối. Chống đối. Tại vì lúc mà bạn thể hiện bạn hát á thì rất là bài bản. Nhưng mà khi mà từ ở dưới bước lên á thì cái bước chân của bạn không hề có tự tin. Không, bạn
đây không phải là một cái biểu diễn của bạn, nhìn nó bị lỏng cộng, nó bước yếu lên với lại bước ca sĩ đó. Không, em thấy là nó không phải là một ca sĩ. Hoặc là nhiều khi người ta lần đầu tiên xuất hiện trước đông người, trước ống kính như thế này người ta rung chứ. Người ta chỉ là người hát hay thôi chứ không phải là ca sĩ. Tôi thích những trường hợp gây tranh cãi như nè. Đó, bây giờ chúng ta hỏi thêm một người nữa là chúng ta sẽ chốt lại vấn đề luôn nè. Sao cô? Riêng nói lẹ đi cưng, thân người ta nói. Không phải riêng trường hợp mà thật sự không có ý kiến thiệt. Tự nhiên mình tăng lên thằng bé tội nghiệp không? Trời. Nè, dạ Harry nói đi. Harry nói nè. Em nghĩ là em rất là đồng ý với anh Nghĩa là bạn này có thể là không phải ca sĩ nhưng mà một người hát hay. Hay đó. Dạ. Tại vì những cái bước đi hay gì đó thì em cũng thấy cũng rất là hời hợt xíu. Nhưng mà lúc mà khi diễn hát này nọ, những cái ánh mắt nhìn bạn đối diện thì em thấy có cảm xúc. Chống đối nữa. Sao? Chống sao nè? Cái bước đi mới là bước đi ca sĩ, là bước đi vô nhạc. Thì Harry nói là có nhạc mà. Harry nói là hời hợt. Đi lúc mà đi về á, hát xong đi về á. Harry nó có đôi khi. Đi về mới đi ra nha. À. Đi về. Rồi. Đừng có chống đối tôi. Đừng có chống đối. Đừng là chống tốt đẹp đâu. Cuộc hôn nhân còn dài lắm. Hay quá. Trời ơi, gì nữa giờ. Áp lực quá. Áp lực quá. Hay gì nó xuống nhà bạn chơi hoài. Khó khóc hoài. Buồn tối xuống kiếm khóc hoài. Đừng có cãi người ta, ngậm miệng ăn tiền thôi Thành ơi. Okay, okay. Đừng nói gì nữa, bây giờ nè mình thảo luận với nhau đi. Chọn ra một người mà mình nghĩ rằng là hát không hay. 30 giây bắt đầu. Tin vào là phải là ca sĩ nhưng mà tại sao là mình tin quá. Số 4 xàm đó. Ông số 4 chưa chắc nghe chú. Số 4 xàm đó. Giờ nhà của Trường Giang, mình chọn ai đây? Kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, bên kia chọn số nào bên đây đã biết. Các bên kia chọn số nào bên đây không biết. Kính thưa quý vị, hiện nay những gì đã biết, tình trạng kẹt xe tràn lan khắp thành phố Hồ Chí Minh. Với mật độ công việc dày đặc như Harry Won, thì Harry muốn mua một cái biệt thự quận 2. Đó. Hiện tại thì có mua rồi nhưng mà chưa mua quận 2. Cái gì? Quận 2 hả? À? Ừ. Tới quận 2 luôn hả anh? Đúng vậy. Cho nên quyết định chọn số 2. Số 2 à. Sai. Sai. Sai cái gì? Bạn số 2 hát hay. Thưa các chị, gia đình chúng tôi thì không thể nào đồng lòng được với gia đình bên kia. Nhưng mà hiện giờ chúng tôi đang phân vân giữa một cái nơi mà thí dụ ở quận 7 mà kẹt quá thì dọn đi gần hơn chút xíu. Di giờ dễ giao thông hơn là quận 4. Mà bây giờ đã quận 4 tới rồi thì cái chuyện từ quận 4 đâm qua quận 6 cũng không quá xa. Đi về đâu. Nhưng mà có xin chưa? Xin rồi. Xin, giờ... xin hết. Ơn trên chỉ điểm là quận 6. Giờ không biết làm sao đây nè. Tụi xì tiếp đi. Tụi xì tiếp đi. Bây giờ nè, Thành đừng quánh tụi xì nữa. Cho thằng Tuấn quánh tụi xì với người khúc mặt khúc mày luôn. Đồng ý. Không, trùng điểm mà. Ủa? Thằng Thành nó phải tụi xì với người khúc mặt khúc mày. Không tin. Không có tin ơn trên. Còn anh Tuấn là tin. Ơn thì trên. Bây giờ tụi xì đi. Nhắm mắt luôn, tụi xì cũng thắng rồi. 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Nhắm mắt là thắng. Người ta để trước sao thắng. Giờ thì Thành chọn nha. Nhớ nãy nói gì không? Gì? Số 3 nãy từ đầu đó. Số 3 làm sao? Thì nãy được lựa chọn số 3, số 3 thắng đó, nhớ không? Nói gì? Xin ơn trên thôi chứ đừng có thoại với ơn trên. Ok, ok. Số 4 hen. Rồi số 4 đi. Số 4. Còn nhà Trường Giang có suy nghĩ lại không? Dạ không. Vậy là các bạn đã chốt đáp án của mình nha. Mời quận 4 hát trước cho Trấn Thành nghe. Trời, hát được đó, cháu tôi mà. Đã nói cháu rồi, nghe lời tôi. Rồi, không. Nghe nhạc này biết biết hát rồi. Có update âm nhạc đàng hoàng. Bà này mới banh nè. Không, tôi lại thấy cô này hát được nha. Em cũng cảm thấy lại hát được nha. Bài này là hát không hay. Em có cảm giác là cô này hát dễ thương. Dễ thương, dạ đúng rồi. Nhịp xinh xắn nhẹ nhàng. Chị 50-50 của cô bé 50. Này đấy. Em đã thấy
dừa. Cho dừa. Là cô ấy đồng kỹ chưa? Không có gì đau đớn hơn bị loài người ruồng bỏ. Em đi đâu người ta cũng chỉ ngay mặt em hết trơn trọi đó. Anh Nghĩa biết sao không? Nó nghe nhỏ ca hay mấy câu đầu, nó đứng lên định xả em rồi. Đúng rồi. Anh thấy không? Nó dọn mỏ đúng rồi. Nó đứng lên nó làm thấy ghê lắm kiểu. Đúng rồi. Thì chưa kể tôi này nó định là như rồi. Đúng rồi. Nhậu phát đang cái. Trời ơi, anh không tưởng tượng được cái mặt nó ngu hơn chữ ngu. Mà nó đâu có ngồi được. Nó sắc bị nhục. Nó sắc bị nhục. Nó phải đứng. Em đứng đây nè. Em nghe là giống như bé đang chửi em luôn á. Em trách anh thiệt. Anh mà không chọn là anh thành chọn số khác rồi. Ai bị quánh tù xì thua người ta ăn chi. Lẽ ra mà em quánh tù xì thắng cái em chọn số 6 là bé nó còn tồn tại rồi. Nó ý bé nó cách là vậy đó. Bây giờ em đi về chỗ. Mời hai bạn ra sân khấu lại nè. Đây. Chàng trai kia phải bồ em không? Dạ không. Vậy hả? Chứ bạn này đâu ra? Dạ chị biên tập đưa. Chị biên tập đưa. Bà biên tập quyền lực. Còn em gái, em đã hát thay cho bạn ấy 2-3 câu đầu tiên, giới thiệu về mình xem. Dạ xin chào tất cả các anh chị và xin chào tất cả những bạn khán giả đang có mặt tại đây à. Em tên là Kim Nhã. Kim Nhã. Là mời đến đây để hát giùm cho bạn ấy mấy câu đầu vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Hát có mấy câu chưa đã phải không em? Dạ chung quy là do biên tập hết à. Cũng dạ, là biên tập. Dạ do biên tập hết á. Em không biết gì hết trơn. Như bà biên tập. Dạ. Cảm ơn em nha. Rồi bây giờ em cứ ở đây đi. Đây, hỏi thăm bé này xíu. Đâu nè, tên gì? Giới thiệu cho mọi người nghe xem. Anh Bình ơi, anh có thích uống bò sữa Long Thành không? Anh á hả? Anh á. Anh có thích uống không? Có. Vậy thì anh về quê với em nha. Em tên là Hồng Vy, em tới từ Long Thành, Đồng Nai. Được rồi, đã đến đây tham gia chương trình là mình có kỷ niệm với nhau rồi ha. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em trai luôn nha. Vô gặp bà biên tập giải quyết. Rồi, cảm ơn ba em, một trọng tay dành cho cả ba. Vừa rồi là sự lựa chọn của đội Trấn Thành. Tiếp theo sẽ là đội của Trường Giang. Trường Giang chọn bạn số 2. Mời em. Thôi chắc cảm thấy quen quen. Em nghĩ là bạn này phải biết hát. Dạ, anh theo em. Hát hay. Bạn này hát không hay. Đúng vậy. Thấy là một diễn viên thì tốt. Cái thần thái nghép rất là lo lắng. Thứ nhất là lo cho nó vô nhịp hay không. Cái thứ hai là phụng về. Ê quên, hát hay. Hát hay. Hát hay. Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông. Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông. Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông. Bao anh đèn
trời sáng long lanh những gương mặt lạ lắm. Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui. Hỡi anh này, tôi rất yêu anh. Sao anh lại ra đi? Chờ một tiếng yêu qua hay chờ hình bóng ai kia theo mùa yêu dấu. Em không ngờ là hát dở vậy luôn á. Đời một tiếng yêu đã thân thuộc mà bóng nghe sao xa lạ như ngày hôm nay. Chạy theo chạy theo tiếng yêu lên trời xa, chạy theo tiếng yêu lên, chạy theo tiếng yêu lên trời xa. Tạm biệt chiếc xe anh đi về đâu, anh có ngoảnh mặt lại không anh, để tìm em thêm lần nữa. Đèn đường hắt yêu góc phố mình em buồn nơi cớ sao với quanh lòng em. Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại, chỉ hôm nay thôi. Hôm nay tôi buồn. Em không tin luôn. Mà cũng nghiệt ngã. Hát vậy đó mà chọn cái bài cho nó khó vô nữa. Bài này rất là khó anh ơi. Em thấy khó thiệt. Chỉ cái bài này cũng là cái giai điệu dễ dễ nghe chút. Đúng xíu. Đúng rồi. Em tên gì? Dạ em tên là Hồ Khánh Đăng. Em đang là sinh viên khoa quy hoạch đô thị trường đại học kiến trúc TP.HCM. Ô mà em nói thiệt nha, em lúc mà em chọn số 2 á, em nghĩ là bạn này cũng sẽ biết hát thôi. Mà lúc mà có tiếng hát em còn tưởng là chắc ai nhép vô để cho nó cố tình lừa mình là hát dở. Mà ai ngờ có giọng hát này của bạn này là dở thiệt. À dạ, dở thiệt. Bé gái ra đây em, ra đây. Phải bạn gái thiệt không? Dạ không, mà đây là bạn em. Bạn em hả? Sao em đến với chương trình thấy làm sao? Thấy bạn mình hát làm sao? Dạ, bạn ấy hát dở thiệt. Dở thiệt. Ừ. Nhỏ trả lời chân thật. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chào tạm biệt các em nha. Dạ, chào chị. Và như vậy là cả hai đội đều đoán chính xác. Team đã được hai người hát không hay ở vòng thi vừa rồi. Và chúng ta sẽ đến với vòng thi tiếp theo, vòng 3, lộ diễn. Thưa quý vị, ở vòng này chúng ta còn 3 thí sinh. Mỗi nhà sẽ có 30 giây để phỏng vấn các bạn ấy. Muốn hỏi gì hỏi, nhưng mà trong vòng 30 giây thôi, mình sẽ nghe giọng thật của các bạn ấy để mình đoán. Ở vòng này thì chúng ta sẽ tìm ra người hát hay. Mời nhà của Trường Giang trước nha. Cho Harry hỏi thoải mái. 30 giây bắt đầu. Bạn số 1 ơi, em thích hát bài dạng gì? Dạ ballad. Dạ ballad. Ballad, ballad. Em có thích hát bài nhạc dance không? Dạ cũng có. Có chị hỏi giùm em chị. Mọi người hỏi câu hỏi bạn số 1. À bạn số số 7. Số 7. Em thường hát cái loại nhạc nào mà em thích hát vu vơ nhất? Thì nhạc nào em cũng hát. Nhạc nào cũng hát. Bạn số 3 là thích giọng nhạc gì? Hết giờ. Chuyện mít. Bé chưa kịp nói tiếng nào luôn. Rồi, tiếp theo đội của Trấn Thành bắt đầu.
À, em trai, cắt tóc ở đâu vậy? Chợ tiệm cắt tóc. Rảnh quá. Em người Bắc đúng không em? Dạ em người Nam ạ. Em thấy không, nói người ta người Nam mà nói người Bắc kỳ cục. Đứa nào em nói nhìn cái mặt cũng biết rồi, là Hà Nội. Số 7 ơi, mua quần ở đâu vậy? Số quần đó của bạn hay là của biên tập đưa? Dạ ở ngoài chợ. Em số 7 nhưng mà của biên tập đưa hay là sao, hay là của bạn? Của em. Của em hả? Em số 7 ơi, em thích hát nhạc của anh không? Dạ thích. Ờ, em số 6 không, thích hát nhạc của anh không? Dạ có. Em số 1 ở nhạc của anh có hay không? Hết giờ. Hết giờ. Hết giờ. Toàn là hỏi những cái câu lăng xê mình không à. Bởi vậy. Gì vậy? Hên, con số 1 mới chưa trả lời. Thích nhạc của anh không? Số 1 là thích nhạc của anh không nhở? Hồi nãy con bé nó làm vậy đó là hên nó chưa trả lời đó. Chị không lẽ vậy bây giờ con cho nó trả lời không? Bây giờ nó trả lời xong rồi nhỏ. Không lẽ bây giờ em nói không thì hơi kỳ. Thôi cứ để cho em tự nhiên. Cho em tự nhiên đi. Bây giờ thì mình sẽ có 30 giây nữa để mình hội ý cùng với nhau tìm ra một người mà mình nghĩ rằng hát hay để hát với gà nhà mình nha. Thời gian bắt đầu. Bây giờ thì đường tươi sáng nhiều quá rồi. Nhỏ này của hai đứa nó đẹp đôi. Ừ. Dạ, sao giống em bạn. Ừ. Mời đội Trấn Thành. Có những cái gì mà nó phù hợp tới mức độ không thể phù hợp hơn thì mình sẽ không muốn nói gì nữa. Nói gì thì nói, vùi dập bạn em cũng quá trời cũng tội nó. Tụi em cũng phải cân để làm sao mà cho bên kia cũng đừng quá nổi trội. Để bạn em còn được một chút. Thôi khỏi lo tụi tôi, để tụi tôi tự lo đi. Tụi tôi có ý định hết rồi. Chúng tôi chọn số 1 là bạn nữ giữa. Trời ơi. Ủa? Sao ủa? Không biết giường vợ vậy? Tôi biết là vợ tôi chọn số 1. Trời ơi, cái gì nghe, vậy? Nghe. Ủa kỳ vậy, sao nãy bạn là bạn là đẹp trai số 6 là gì vô tôi mà. Con cái gia đình không biết nói chuyện. Ủa mày, sao kỳ kiểu. Để phụ huynh nói chuyện cho. Tôi chọn số 1, tôi phải phá cho vợ tôi thôi. Tối nay ngủ dưới đất. Rồi nếu vậy thì ok, em sẽ chọn người đẹp trai nhất. Người đẹp trai nhất. Đẹp trai nhất. Mày ơi, mày dễ dụ, ta có quyền chọn chứ. Em sẽ chọn người đẹp trai nhất. Chị ơi, chị không chọn được. Chọn là không đỡ nha. Cái gì vậy? Chị không chọn được. Tại sao không chọn chị được? Không chọn được. Tại sao? Tại vì chị đâu có chọn hát với em được đâu. Là em phải chị phải hát với một trong ba bạn dưới chứ sao mà chị chọn em vẫn còn này phải cách ly nó mấy ngày nữa mới được nè. Tới bây giờ mà nó vẫn còn niềm tin nghĩ nó là đẹp trai á, bệnh kinh niên luôn rồi. Nó khủng khiếp xuống thì... đi Bình. Bây giờ ngã ngủ rồi, bên kia chọn số 1 thì hát với số 1, bên tôi chọn số khác vậy thôi. À, vậy tôi chọn lợi, tôi chọn bàn số 6. Trời, thấy không? Tại sao tôi muốn chọn như vậy? Tại chúng tôi muốn có một sự tranh đấu để coi coi thí sinh quý vợ tôi hơn hay quý bạn tôi hơn. Ờ vậy thôi. Em nói đi, bây giờ là bên nào có muốn giành giật em hết trơn trọi đó. Em đẹp em có quyền. Nói đi em muốn hát với ai? Dạ tại vì anh Bình làm mất lòng tin quá. Không vậy. Ý nói ý đi biết bạn. Đây nè, em phải nên nhớ là hồi nãy giờ anh là người muốn chọn em hát chung anh đúng không? Chúng ta sẽ nương nhau. Rồi chị Harry quên bỏ đâu em một cái ngôi sao như vậy mà em không hát, mà hát chung với ai? Nè anh nói em nghe, lát nữa mà chị Harry là đứng kế bên em, anh nói là một đôi tiên đồng ngọc nữ luôn. Chọn đi em. Dạ em xin chọn chị Harry Won ạ. Harry Won. Bình ơi Bình. Tới phút cuối cùng xã hội vẫn buồn bỏ. Tin luôn á, chích ra vậy giờ mà mình chọn bé kia nó không chịu hát với mình luôn thì sao trời? Đúng chính xác. Em thà hát một mình. Đúng, hát một mình, em hát một mình được. Bé, bây giờ anh hỏi thiệt, giờ em thích được tỏa sáng một mình hay là em thích lấy 10 triệu? Cả hai. Người ta thà không lấy 10 triệu hơn phải hát với tình thân mình. Anh nghĩ là nên hát với tình thân mình. Cho nó cơ hội để chương trình được luân chuyển em. Đẹp đó. Tắc nghẽn giao thông quá. Không phải, thiệt. Ok nha. Nãy giờ chọn là chăm. Thôi đừng nói nữa để cho bé nói. Anh Bình muốn chọn em là cái người được hát chung. Em đồng ý không? Dạ ok ạ. Rồi cảm ơn hai em, mời hai em vào trong chuẩn bị nào. Em trai dễ thương của anh, bây giờ em hát cho mọi người nghe nha. Giờ hát mời dập em. Nó liền, dập nó liền ngay bây giờ. Thank you.
định luôn con này hát hay. Hát hay và những giọng nhạc này của cậu ấy luôn. Cái mặt đầy cảm xúc ha. Lúc mà bạn thể hiện bạn hát á thì rất là bài bản, nhưng mà khi mà từ ở dưới bước lên á thì cái bước chân của bạn không hề có tự tin. Hát hay. Hay đó. Dạ, lúc mà khi diễn hát này nọ, những cái ánh mắt nhìn bạn đối diện thì em thấy có cảm xúc. Còn gì mà tìm đến nhau nữa? Còn gì mà tìm đến nhau nữa? Còn gì mà tìm đến nhau nữa? Khi chúng ta không cần nhau. Không, chị nói bé hát hay lắm mà nó. Dối nhau nữa. Khi trái tim không còn đâu. Gặp lại rồi mình sẽ ra sao? Làm gì tìm lại được phút ban đầu? Rồi mình lại càng níu chân nhau, xô ngã đời nhau. Ngày tình mình còn chút lưu luyến, anh đã khuyên em đừng đi. Lời nhẹ nhàng giờ cũng tan biến, em nhẫn tâm đâu màng chi. Rồi miệt mài vào những đêm vui, bằng nhiều cuộc tình chỉ thoáng qua thôi. Rồi tàn tạ về giữa đơn côi, buồn không em hỡi. Anh từng yêu trong tình yêu quá ngây thơ, cứ yêu một mình bờ vơ, đâu biết em hững hờ. Bao cuộc vui đã tàn nơi chốn xa xôi, tìm về bên anh em mong chấp nối. Chỉ còn lại xót xa thôi, đã như bèo giạt mây trôi. Em đã quên anh rồi, đâu còn chi khi mà em đã ra đi. Lần phân ly, tình xưa sẽ mãi không quay về. Anh từng yêu trong tình yêu quá ngây thơ, cứ yêu một mình bơ vơ, đâu biết em hững hờ. Bao cuộc vui đã tan nơi chốn xa xôi, tìm về bên anh em mong chấp nối. Nhưng tình ơi chỉ còn lại xót xa thôi, đã như bèo giạt mây trôi. Em đã quên anh rồi, đâu còn chi khi mà em đã ra đi. Một lần phân ly, tình xưa sẽ mãi không quay. Cảm ơn em. Em giới thiệu về mình nào. Giờ em xin giới thiệu, em tên là Duy Hoàng Phong. Hiện tại em làm hai job, một là nhân viên văn phòng, hai là ca sĩ tự do. Phòng trà vậy hả? Giờ em hát qua phòng trà sự kiện event. Cảm ơn em đã đến với chương trình nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi, bây giờ hai sự lựa chọn. Ri hát trước ha. Dạ. Rồi, mời Harry. Rồi. Đẹp đôi quá. Hạnh à, ngoài kia sương rơi lạnh. Giờ tăng ca đêm nay, anh phải đi chưa về. Trời bắt đầu mưa, chẳng biết giờ anh có đói và mệt không. Nhìn hạt mưa bay bay trong đêm, em càng thương anh. Hát hay, sao? Có một sự hoài nghi là anh này hát dở nha. Câu này hát hay đấy em. Em nghĩ hát hay luôn. Cái cách ánh mắt mà bạn này diễn á, là em nghĩ là bạn này phải biết hát. Trời bắt đầu mưa, chẳng biết giờ anh có đói và mệt không. Nhìn hạt mưa bay bay trong đêm, em càng thương anh. Nhưng vất vả giờ nhìn thấy, nhưng vất vả giờ nhìn thấy. Và những vất vả trong tim anh. Anh không than lấy một lời, giang tay cho che, sợ em lo lắng không được vui. Em biết thật khó khăn.
cho đôi mình. Những vất vả giờ nhẹ thấy, và những vất vả chẳng thể thấy. Anh không than lấy một lời, giang tay cho che, sợ em lo lắng không được vui. Em biết thật khó khăn, tất cả dành phía anh. Trách nhiệm cuộc sống, sức hư cũng chạy tràn sáng. Em thấy xót anh. Nếu như đời bao giờ em hãy về với anh. Em luôn biết rằng đôi tay dần chạy ấy mà. Mà cũng thương cho em quá em ơi. Em hát mà em bị một áp lực rồi đó. Em không dám dòm thẳng vô mắt Harry. Em sợ ai? Em sợ ai trong cuộc đời này hả em? Ai ngăn cản cái điều mà em đang muốn biểu diễn? Dạ. Tại đây là lần đầu tiên em hát chung với những người mà em rất là yêu thích. À. Dạ, gặp rất là nhiều những người em yêu ý ở đây. Dạ, em hồi hộp. Thương Thành ơi Thành, ta tại vì hát được trước giờ em quá, chỉ nhìn được các anh chị trên sóng truyền hình thôi. Ừ. Đây là lần đầu tiên em chào mặt với mọi người nên em rất là hồi hộp. Thôi bây giờ vậy nè, anh Lãnh đứng với em cho em thoải mái. Em mới sợ. Lãnh đứng đây. Lãnh đứng với em, đứng đứng bên đây. Đó. Đó. Quý vị ơi, thấy bên nào ngon hơn? Đây, đây, đây. Tự nhiên giờ cái bộ ba này xong nhớ tới sự tích ông Táo ghê luôn vậy đó. Thưa quý vị, đàn ông, đàn ông không chỉ dựa vào chiều cao hay làn da, bạn này nhưng hay mà sắc đẹp, nhưng mà bạn này gầy hơn hả? Bạn này không có bụng nè. Ông ơi, tự vợ bên hại mình, bên kia đứng hóp bụng. Ôi dê, ôi dê. Em ơi, có cái đi hát ở đâu chưa? Thằng bé hát rất hay, hay nha. Rất hay luôn. Mà hát cái tông này nó cao khủng khiếp. Nó cao lắm luôn. Nó rất là không thuận lợi cho bạn. Đúng. Này rồi, để em giới thiệu nè. Em nói đi em. Dạ, em xin chào các vị giám khảo ở đây và các bạn. Mà giám khảo chưa? Dạ, em tên là Phan Đặng Trùng Dương, sinh viên khoa kiến trúc. Và hiện tại công việc em ban đêm hay làm là hát ca sĩ tự do. Có đi hát. Dòng nhạc cưng hát là dòng nhạc gì? Dạ, pop ballad ạ. Trời ơi, bây giờ để đầy luôn lại cho em một cái spotlight. Đúng rồi. Em hát một cái điệp khúc nào mà em cảm thấy hay nhất mà em muốn hát đi nè. Đúng. Về chỗ cho anh ta hát. Wow, cái ghét không?
Kiểu này ghét. Anh nói dối anh đã quên em lâu rồi. Bao yêu thương người trao, bao ngây ngô ngày nào giờ tan theo khói mây. Em yêu ai khác đây, chúc em tìm được niềm vui mới. Đừng cho mong chi anh sẽ quên những gì đã qua. No, I don't believe in you. No, I don't believe in you. Chẳng thể tin ai nói mãi mãi sẽ chẳng phải. No, I can't believe in you. No, I can't believe in you. Đã chia lìa, đừng nhắc tên nhau làm chi hỡi em. I don't believe in you anymore. Em nói dối anh đã quên em lâu rồi. Trời ơi, anh quên em lâu rồi. Dễ thương quá. Giờ bà lên nó mới quýu đó. Giờ cho mọi người biết đi, cái cô gái này đứng cùng với em có phải là người yêu thật của em không? Dạ không ạ. Cũng cho bà biên tập bà giao cho bạn em. Bạn em hả? Dạ. À, bạn thôi chứ không phải là người yêu. Nhưng mà anh vẫn thích cái phần em hát với Harry hơn là em hát một mình. Đúng, đúng rồi. Biết tại sao không? Em biết tại sao không? Em chọn cái bài này là cái, nó không phải giọng tông của em. Chính xác. Giọng tông của em là nam cao. Em phải kiếm những cái bài mà cao cao như, ví dụ như mấy bài của anh Bằng Kiều á. Thật sự em đến với chương trình này là vì cái đam mê của em rất là lớn. Tất cả gì em diễn mọi người thấy là đó là sự đam mê nhiệt huyết của em. Nhưng mà điều kiện không em cho phép phát triển. Nên em muốn dự chương trình này em muốn thể hiện rằng em thật sự nghiêm túc cái nghề này. Em nghiêm túc cái đam mê này. Quán ai không cho em phát triển? Ai không cho em phát triển? Gia đình hay sao? Dạ không phải là tại vì chưa có cơ hội đúng không? Dạ cô, đúng rồi. Cô biên tập chương trình này. Em ơi, công ty anh có studio, có producer. Lại bắt đầu có nữa, nhạc. Lại bắt đầu nữa. Cho nên nếu em có cần thu âm, cần ca khúc, cần cái gì kiếm anh Bình. Em nói mới đi học nên không có tiền bạc gì cả. Không cần tiền bạc. Em muốn hát dòng nhạc của anh Bình không? Anh Bình sáng tác cho em luôn. Nói chứ à, bé nó, thầy biết sao không? Bé nó rưng rưng nước mắt. Mình thấy được điều đó. Không, nó khóc gì nó nói là dạo này sao nhiều người giả dối tôi quá vậy. Sao có thể đùa giỡn trên lập đam mê của tôi chứ. Thầy, nó nói thiệt lòng đúng không, em? Anh nói cho nghe, em là một đứa có khả năng. Anh nghĩ vậy. Chỉ cần em có thời gian tôi luyện, anh nghĩ em là một người sẽ có fan hâm mộ. Đúng rồi. Tại vì gương mặt em rất là điển trai, rất là dễ nhìn cho sân khấu. Anh Thành cũng có công ty đó em. Giọng cũng hay. Không, nếu như anh nói nếu như có dịp hay anh sẽ cộng tác với em. Cái này nghiêm túc, anh sẽ, em có cần gì thì nói anh. Em thấy sao? Rồi, nhào tới ôm anh Bình, cảm ơn anh Bình nè. Chắc chắn, hứa, anh hứa vinh dự. Cái điều đầu tiên là em nhận được là cái gì em biết không? Cùng size dễ cho quần áo dài. Đúng không? Cùng size quần áo dài là thoải mái. Thấy chưa? Nhưng mà em đừng nên phát triển ở Việt Nam, em phải phát triển qua Hàn Quốc. Đây Kim Entertainment. Ừ, qua Hàn Quốc cưng. Sao vợ giờ chắc bắt gà quá ha. Như vậy là đó là một cái lời mà gợi ý từ anh Bình. Hy vọng rằng là em sẽ có một cái cơ hội phát triển nghề nghiệp của mình. Bởi vì em cũng còn rất là trẻ, cơ hội phía trước còn nhiều. Cho nên là cứ tự tin và tiếp tục với cái niềm đam mê của mình em nha. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Cảm ơn em. Bye bye em, một lát gặp lại. Bây giờ cái khúc này mới vui nè. Khúc này của em nè. Em sát cùng với sự lựa chọn của em, cô gái số 1 nha. Mời em. Vỡ nè, tan vỡ nè. Dễ thương lo quá, lo cho cô quá à. Tan vỡ mặt nó kìa.
từng ngày mệt nhoài muốn khẽ trôi qua. Sợ mấy ngày nay thấy anh đã xa, lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người. Dõi bóng một ngày như trở về tuổi 20, từ khi anh thấy ánh mắt và nụ cười em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp. Liên hỏi lại sợ em sẽ từ chối, nên anh mới viết ra tâm tư lòng này. Vui nè. Là cô này là thần thái của cái ca sĩ. Đúng. Thành nói là cô này là vừa dancer mà vừa hát hay luôn á hả? Vừa dancer mà vừa hát hay, hát luôn. Hay luôn. Bạn này là niềm hy vọng của cả nhóm. Anh đã đi hết một phần của mình. Anh đã đi hết một phần của mình. Anh đã đi hết một phần của mình. Anh sẽ cho em được cùng mình trở về. Cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là em lỡ yêu anh rất nhiều. Ok, hay rồi đó. Bây giờ mình quẩy ra nào. Vũ đạo luôn nè. Vô. Trôi qua giật mình nhìn lại thấy anh đã xa, lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người. Giờ bỗng một ngày em như trở về tuổi 20, là khi em thấy ánh mắt và nụ cười anh làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp. Liên hồi lại giờ em sẽ từ chối, nên anh mới viết ra tâm tư lòng này. Là anh đã đi hết một phần ba cuộc đời, sao trái tim vẫn còn một mình trở về. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do em khó hay cuộc đời khó em ơi. Kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Rất nhiều. Rất nhiều. Còn một mình trái vơi, nhiều lần muốn được chỉ dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Mừng Trịnh Thăng Bình đến lần thứ 3 tham gia Giọng Mãi Giọng Mai thì mới tìm được cái người hát để hát cùng với mình mà hát hay nữa. Cảm ơn Bình, mời Bình về chỗ nè. Bé em đẹp gái. Quá à. Giới thiệu mình coi nè. Dạ xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Mạc Gia Nhi, em hiện là sinh viên năm cuối của trường Đại học Tài chính Marketing. Và hiện em cũng làm nhân viên văn phòng và buổi tối em có đi hát, em là ca sĩ tự do nữa. À, ca sĩ chứ không phải là dancer không em? Dạ vâng ạ. Em có cần thu âm không? Dạ em chưa có gì trong tay. Em chưa có gì trong tay hả? Vậy thì mọi cái em cứ liên hệ với anh Trịnh Thăng Bình nha. Ngày hôm nay coi như là Trịnh Thăng Bình cũng lời vậy em. Em tới đây em kiếm được hai gà về cho công ty của em. Trời muốn ơi, gì? Đã chắc gì là gà công ty đâu. Đây là một sự hỗ trợ cho những người bạn trẻ. Tại vì hồi xưa mình còn trẻ, mình không có được nhiều sự hỗ trợ đó. Bây giờ mình có cơ hội, mình có điều kiện hơn, mình giúp đỡ các bạn. Từ đầu chương trình tới giờ câu này hay nhất, vỗ tay. Như giờ tôi đã nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Trịnh Thăng Bình sống gần tôi nên nó đã sáng ra rồi đó.
Thôi dù sống gần ai miễn sao có được những cái suy nghĩ như vậy. Đúng và rồi. Cái động thái như thế cũng là rất là tốt, đặc biệt là dành cho những cái bạn trẻ còn chưa có nhiều cơ hội như các bạn ấy. Cảm ơn Trần Thắng Bình một lần nữa nha. Rồi bây giờ mời tất cả anh em chúng ta cùng lên đây chào khán giả nào. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với 7 giọng ca bí ẩn của ngày hôm nay. Xin chào các bạn. Wow, Avenger. Hôm nay chúng ta lạc vào vũ trụ của siêu anh hùng. Theo trong Marvel có ông Alibaba này nữa gì? Alibaba rồi, Thanos tên. Và ngày hôm nay cả hai đội chơi cũng đã chọn ra được những người hát hay. Cho nên là Harry Won cùng với lại Trịnh Thắng Bình, mỗi người sẽ nhận được số tiền thưởng là 25 triệu đồng. Còn với hai bạn có mặt tại vòng đặc biệt là Gia Nhi, Trùng Dương, mỗi bạn sẽ nhận được số tiền thưởng là 10 triệu đồng cùng với một cơ hội được anh Trịnh Thắng Bình giúp đỡ. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì chương trình xin được phép kết thúc. Cảm ơn thương hiệu thời trang Ivy Moda đã đồng hành cùng với chúng tôi. Chương trình tuần sau cũng phát sóng vào lúc 19:30 thứ bảy trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.